Chào mừng anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với Base Academy. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách thiết lập công thức tính lương lên trên hệ thống Payroll. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vào thao tác. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách thiết lập phần mềm Payroll. Thì đây là kết quả cuối cùng. Trên màn hình anh chị có thể thấy là bảng lương mà một người nhân viên sẽ nhận được vào cuối tháng. Đây nó sẽ chứa các dòng và các thông tin mà mình đã gửi cho cái bạn nhân viên đó. Trước khi mà gửi cho một bạn nhân viên có thông tin như thế này thì chúng ta sẽ có một giao diện tổng quan như thế này để tính lương cho toàn công ty. Đây là cái giao diện tổng quan. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể tính ra được một cái bảng lương cho toàn công ty như vậy? Thì tất cả mọi thứ nó đều xuất phát từ những thứ đơn giản nhất là khung file Excel công thức lương của công ty các anh chị. Thì theo tôi được biết thì tất cả các công ty đều sẽ có một cái file Excel chứa tất cả các cột. Và trong đây là sẽ có danh sách nhân viên. Dưới đây thì có công thức. Có thể là mã nhân viên, tên nhân viên, chức vụ, công chuẩn, công thực tế, số lần đi muộn, trừ đi muộn, lương đóng bảo hiểm xã hội, lương chính thức. Thì chúng ta cần phải chuẩn bị được một cái file mẫu lương như thế này trước khi mà tìm hiểu về cách thiết lập phần mềm Payroll. Giả sử như ở đây tôi có một file mẫu với các cột giống như sau: tổng lương thực tế, bảo hiểm xã hội, khoản giảm trừ, thu nhập tính thuế, thuế thu nhập cá nhân, tạm ứng và thực lãnh. Theo tôi được biết thì tất cả các doanh nghiệp đều có một khung lương như thế này. Có thể là số cột của mỗi doanh nghiệp sẽ khác nhau thôi. Thì sau khi mà tôi nhận được bảng lương của một doanh nghiệp thì tôi sẽ phân bổ các cái màu sắc như sau. Tôi sẽ phân bổ thứ nhất là màu xanh lá cây, là màu mà có thể lấy được từ hệ thống. Đấy, tất cả những thông tin này chúng ta có thể lấy được từ hệ thống. Phần trừ đi muộn này tôi sẽ định nghĩa nó là công thức. Tôi sẽ để nó là màu tím. Cái này lấy được từ hệ thống này, bởi vì ban đầu khi mà sử dụng phần HRM này thì các anh chị đã khai báo cho phần mềm hiểu rằng là mức lương đóng bảo hiểm xã hội là bao nhiêu và mức lương tính ngày công là bao nhiêu. Với cái phần hoa hồng này thì tôi phân tích ra rằng là trên hệ thống HRM sẽ chưa có thông tin này, mà cái thông tin này mỗi tháng nó thay đổi và doanh nghiệp sẽ là người nhập thông tin này vào hệ thống, và tôi sẽ gọi nó là biến input màu cam. Biến này cũng là có sẵn từ hệ thống này. Tổng số lương thực tế, cái này là tính toán nên tôi để màu tím. Tạm ứng cũng là màu cam bởi vì là chưa có. Và thực lãnh cũng là công thức. Vậy thì đấy là phân tích ban đầu. Cái nào là có sẵn từ hệ thống, cái nào là dùng công thức và cái nào là input. Đấy, trước khi mà triển khai Payroll thì anh chị cũng cần phân tích cái mẫu lương của mình ra với các màu sắc và các trạng thái như vừa rồi. Sau khi làm như vậy thì tôi sẽ phân tích bước số 2. Đó là tôi sẽ giải thích chi tiết hơn. Ở đây cụ thể là từng cái cột vừa rồi với cột mã số nhân viên, họ và tên và chức vụ thì nó sẽ là HRM, nó sẽ là dữ liệu nguồn HRM.base.vn mà chúng ta đã khai báo đầu tiên khi mà đưa thông tin nhân sự lên hệ thống. Tiếp theo, công chuẩn, công thực tế và số lần đi muộn, nó là những cái phần liên quan đến tính ngày công, tính ca hoặc là tính giờ làm việc, thì nó sẽ nằm ở app Base Timesheet. Đấy, nó sẽ được đổ dữ liệu từ Timesheet hoặc là Schedule hoặc là Hourly. Đấy, công cố định hoặc là công xoay hoặc là giờ làm việc. Cái này thì formula rồi, được cố định nó là formula. Tiếp theo là lương đóng bảo hiểm xã hội và lương chính thức, thì tất cả những phần này nó cũng là khai báo ở HRM. Rồi tiếp theo đó là phần hoa hồng thì là input. Giờ tăng ca và lương tăng ca thì nếu mà công ty anh chị có thì mình sẽ hiểu là nó được lấy từ Overtime, là một ứng dụng để lưu trữ cái phần liên quan đến tăng ca của các nhân viên. Tiếp theo là số ngày có đi làm. Khi mà tôi phân tích cái cột này thì tôi có thể hiểu là những ngày nào mà nghỉ, hoặc là ngày đi gặp khách hàng, hoặc là những cái ngày mà mình nghỉ không lương, thì nó sẽ được căn cứ vào time off là phần mềm ghi nhận vắng mặt để tính ra được cái số liệu ở đây. Ví dụ như vậy, đây chính xác là 3 ví dụ như vậy. Tổng lương thực tế formula. Bảo hiểm xã hội thì tôi sẽ lưu trữ nó ở HRM. Khoản giảm trừ và số người phụ thuộc tôi cũng lưu trữ ở HRM, đó là phần mềm dữ liệu nguồn đấy. Và tất cả các phần còn lại thì là formula, input và formula. Đấy, trước khi mà tôi đưa cái bảng lương của công ty các anh chị lên phần mềm thì đầu tiên tôi cũng cần phải phân tích ra là cái bảng lương đấy, cái nào là dữ liệu nguồn, cái nào là dữ liệu từ timesheet, cái nào là dữ liệu từ overtime, cái nào là dữ liệu từ time off. Đấy, sau khi tôi phân tích xong như vậy thì tôi mới bắt đầu thao tác là đưa cái thông tin này lên trên phần Payroll. Và anh chị cũng có thể lưu ý là dưới cái phần mô tả của video này tôi cũng có đính kèm các cái bảng lương mẫu như thế này để anh chị có thể dễ dàng theo dõi. Sau khi mà tôi đã phân tích xong thì bây giờ tôi sẽ đi lên phần mềm Payroll. Trước khi mà có một giao diện như thế này thì anh chị cần vào phần template này, truy cập vào payroll.pay.vn, vào template.
anh chị sẽ tạo ra một cái template mới, create một cái template mới. Cái này là có thể theo tháng này, đặt tên cho nó. Và policy này là chúng ta đã cài đặt từ đầu trong cái phần video đầu tiên ấy, là cái lương này là hàng tuần hay hàng tháng, lương của văn phòng hay lương của cửa hàng. Đó, thì ở đây tôi chọn là e-learning để cố định nó lại. Owner là người có quyền chỉnh sửa cái mẫu lương này. Người duyệt là cái người mà sẽ thực hiện thao tác duyệt bảng lương vào cuối tháng. Rồi, và đây là main payroll. Main payroll là giống như bảng lương chính ấy, thì anh chị sẽ chọn là main payroll. Sau khi làm xong thì anh chị sẽ lưu lại. Ở đây thì tôi đã có chuẩn bị sẵn một mẫu lương rồi. Sau khi mà tạo xong thì anh chị sẽ thấy một giao diện như thế này. Anh chị sẽ đưa chuột lên phía trên và chọn conflict. Trong đây thì tôi cũng sẽ muốn mô tả như sau. Biến hệ thống. Đâu, đầu tiên này, biến hệ thống này, nó là màu xanh lá. Đây, tất cả các biến hệ thống nó có ở thanh menu bên trái. Và ở dưới mô tả của video này tôi cũng có để cái đường link để giải thích tất cả các biến ở đây. Ví dụ như là total salary nghĩa là gì trong thực tế, hoặc là code ở đây nghĩa là gì. Code ở đây nghĩa là mẹ nhân viên này, name ở đây có nghĩa là tên nhân viên này, title ở đây có nghĩa là chức vụ này. Đó. Thì đầu tiên biến màu xanh lá cây nó là biến hệ thống. Tiếp theo chúng ta sẽ có một loại biến số 2, đó là biến công thức. Ví dụ như ở đây có phần trừ đi muộn, thì để mà thêm được một cột trừ đi muộn thì các anh chị lên phần mềm mình sẽ đưa chuột xuống dưới đây này. Ở đây chúng ta sẽ có một bốn loại biến. Thứ nhất là formula, là biến sử dụng cho công thức. Tôi sẽ tích chuột vào đây thì nó sẽ xuất hiện ra một cái cột này. Tôi có thể kéo cái này lên vị trí vừa rồi. Đấy, tôi đặt tên cho nó. Ví dụ tôi đặt tên nó là trừ đi muộn, copy ha, về vào và tôi tích vào đây thì ngay lập tức nó tạo thành tên cái biến. Và tôi có thể viết công thức cho nó. Định nghĩa công thức là bằng, giả sử như số lần đi muộn nhân với 50.000. Đây, trừ đi muộn sẽ bằng số lần đi muộn nhân với 50.000. Còn số lần đi muộn ấy, thì nó sẽ là sum deduction. Đó. Dưới đường link, dưới mô tả của video này có phần mô tả để anh chị có thể hiểu được là các cái biến hệ thống nó tên là gì và định nghĩa của nó ra sao. Đấy. Code là mẹ nhân viên, name là tên nhân viên, title là chức vụ, workdays là công chuẩn, day point là công thực tế, sum deduction là tổng số lần đi muộn mình đã cài đặt trước bên time sheet. Và ở đây tôi đang dùng biến công thức. Đây, tôi xóa đi một cái. Tôi dùng formula là biến công thức. Vâng, vậy thì biến tiếp theo đó là ví dụ như là lương đóng bảo hiểm xã hội, đóng bảo hiểm chính thức thì nó dễ rồi. Nó là biến basic salary là lương đóng bảo hiểm xã hội, salary là lương chính thức. Và để gọi được những cái biến này ra thì thao tác rất là đơn giản. Anh chị chỉ cần, giả sử tôi xóa cái biến salary này đi ha, để demo lại cho các anh chị hiểu. Để lấy được một biến hệ thống từ bên tay trái bên đây qua bên tay phải ở trong màn hình chính thì anh chị chỉ cần nhập chữ vào đây, tên biến salary, nó hiển thị một cái biến ở đây và tôi tích chọn ở đây thì nó xuất hiện ở đây. Tôi sẽ kéo nó lên trên và tôi đặt tên nó là lương chính, đổi tên thành tiếng Việt cho dễ hiểu. Tôi tích, tôi xóa đi và tôi tích chọn lại thì ngay lập tức nó tự động tạo cái biến ra. Đó. Đấy là cách mà chúng ta lấy biến hệ thống. Tiếp theo nó sẽ có một cột là biến input, biến hoa hồng. Thì để mà có tạo được một cái đấy thì chúng ta sẽ đưa chuột xuống dưới này, có phần input, anh chị sẽ tích vào đây và đặt tên nó là hoa hồng, ví dụ như vậy. Chọn vào đây. Đó. Sau đó mình cũng kéo lên. Ở đây thì không thể tạo trùng biến nên là tôi chỉ tạo mẫu thôi để anh chị có thể hiểu, sau đó tôi sẽ xóa đi. Ví dụ như vậy. Rồi, sau khi mà mình đã tạo xong cái biến đấy thì chúng ta sẽ có một cột tiếp theo. Đó là cột giờ tăng ca và số ngày đi làm nếu có. Vừa rồi thì tôi chỉ mới đang làm thao tác là phân tích bảng lương và giới thiệu cơ chế của payroll thôi. Bây giờ thì tôi sẽ tiếp tục quay trở lại và giới thiệu tiếp hai biến còn lại. Đây là formula, là công thức anh chị đã hiểu rồi này. Input là những biến như là hoa hồng hoặc là tạm ứng này. Constant là biến liên quan đến hằng số, ví dụ như là khoản hỗ trợ cố định. Ví dụ như ở đây, vì Covid nên là luôn có khoản hỗ trợ cố định là 500.000 cho mỗi nhân viên trong một tháng. Đấy, thì tôi tạo một biến và tôi kéo lên trên. Đấy là ví dụ. Auto column. Auto column sẽ là biến dùng để lấy được một số biến từ các app nền tảng. Ví dụ như trong trường hợp này, tôi có phần là giờ tăng ca. Để mà anh chị có thể hiểu chi tiết hơn, nếu mà công ty mình có tăng ca thì nó sẽ là một video khác liên quan đến việc là thiết lập đổ giờ tăng ca về trên payroll.
Tuy nhiên thì anh chị sẽ hiểu là tất cả những cái phần liên quan đến auto column là để xử lý những biến liên quan đến overtime hoặc là liên quan đến một số biến mà chưa có trên hệ thống để mà mình có thể bổ sung lên trên HRM. Đó, thì giả sử trong phần trường hợp này là giờ tăng ca ha, thì tôi sẽ tạo là overtime biến, tôi tự viết ra là overtime hour theo quy ước của hệ thống. Cái tên tôi đặt là policy. Okay. Hệ thống sẽ có một cái quy ước viết cái biến này và tôi đặt nó là giờ tăng ca. Tuy nhiên thì anh chị cần phải hiểu rằng là để mà mình có thể sử dụng cái giờ tăng ca này, cái biến giờ tăng ca này, thì trước tiên anh chị cần phải tạo cái mẫu nghỉ, mẫu xin tăng ca ở bên overtime. Và trong nội dung video này thì tôi chỉ lướt qua thôi. Và mình sẽ có một video riêng để hướng dẫn anh chị cách tạo mẫu tăng ca, cách gọi giờ tăng ca về trên payroll để tính ra lương. Rồi chúng ta cũng sẽ thao tác từng, lấy từng biến system field ở bên tay phải đưa vào bên trong, tạo ra từng biến công thức, biến input, biến hàng số hoặc là những biến auto column lấy từ HRM hoặc là lấy từ overtime. Các video sau thì tôi sẽ giải thích kỹ hơn về auto column này. Rồi, thì vừa rồi tôi đã giới thiệu về cơ chế tổng quan của nó, bao gồm system field và bốn cái biến mà cơ bản của hệ thống. Trong các video sắp tới thì tôi sẽ hướng dẫn chi tiết về cách lấy overtime này, hướng dẫn chi tiết về cách xử lý time off, hướng dẫn về cách thêm thông tin liên quan đến bảo hiểm, thông tin liên quan đến thuế và người phụ thuộc. Và tiếp theo đó là những thông tin liên quan đến phụ cấp nếu có. Thì anh chị có thể theo dõi video tiếp theo để hiểu hơn về cách thiết lập với từng đối tượng trên phần mềm payroll. Còn trong video này thì chúng ta cũng chỉ dừng lại ở việc là tìm hiểu tổng quan cơ chế của một cái mẫu lương, phân tích thành tố. Và tiếp theo là chúng ta tìm hiểu về cơ chế thiết lập cũng như là bốn loại biến cơ bản. Rồi bây giờ sau khi đã theo dõi video này rồi thì anh chị hoàn toàn có thể truy cập vào payroll.base.vn, phân tích bảng lương của công ty mình và đưa một số thành tố cơ bản lên trên phần mềm. Trong các video sắp tới thì tôi sẽ hướng dẫn những phần nâng cao hơn. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cơ chế của hệ thống payroll, cách thiết lập công thức lên trên hệ thống payroll. Để có thể tìm hiểu và tham khảo một số công thức của Base, anh chị có thể click vào đường link ở dưới video này. Cảm ơn tất cả các anh chị đã chú ý lắng nghe.